Vào thời điểm này ấy, là thời điểm tháng tháng 1 thì là cây cây tường vi là cái mùa, không phải là mùa hoa nên cây nó chỉ trông như thế này ạ. Và để chăm được những cái cây tường vi như này trong cái mùa rụng lá của nó thì là cái cây đã khá rất là đẹp rồi ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây tường vi như thế này về để trồng, để lấy giống ghép vào cây bằng lăng, hay là để trồng ra những cái cây cây giống để cho mùa hoa năm sau thì vui lòng liên hệ ạ. 097 797 3535 bạn nhé. Mình quay một loạt các cái cây tường vi giống nhà mình ạ.